Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo Công Thương. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước đó, một tài khoản sử dụng mạng xã hội Facebook đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh tố một tài xế taxi cố tình chặt chém giá hai du khách người nước ngoài. Thông tin bài viết của người này cho biết, hai du khách này đi xe khách từ Sapa, Lào Cai, về Hà Nội thì được nhà xe trả tại điểm đỗ trên phố Trần Nhật Duật, phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm. Sau khi xuống khỏi xe khách, hai du khách này đón một chiếc taxi bình kiểm soát 30E 112.91 đang dừng đỗ và hỏi giá về phố chợ gạo phường Hàm Buồm, cách điểm đón khoảng 50 mét, thì tài xế này báo giá cước dịch vụ là 500.000 đồng. Tuy nhiên khi khách xuống xe, tài xế phát hiện hộ chiếu của họ để quên nên đã quay lại trả, nhưng lại đòi tiếp 500.000 đồng tiền chuộc. Bài viết chưa rõ tính xác thực nhưng đã gây chú ý và bức xúc của cộng đồng mạng. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hàm Buồm xác minh. Theo báo An ninh Thủ đô đưa tin, đến sáng ngày 13 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập lái xe LVD, sinh năm 1990, trú tại xã Bảo Khuê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, tài xế chiếc taxi biển kiểm soát 30E112.91 lên làm việc. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang đấu tranh làm rõ vụ việc để xử lý.